Xin chào quý vị và các bạn. Thì video ngày hôm nay thì tôi xin chia sẻ một số hiểu biết của tôi về cái loại pin chuyên lắp cho đồng hồ, và đặc biệt đây là loại thông dụng. Các bạn lưu ý nhé, loại thông dụng. Vậy thì loại thông dụng là cái loại như thế nào? Nó có đầu 6, các bạn lưu ý nhé. Đầu 6 này. Tên pin của nó thì cái loại pin lắp thông dụng này nó có 3 loại. Loại 626, 621 và 616. 626 là loại pin dày lắp, còn 621 là loại mỏng, và 616 là loại siêu mỏng. Tại sao này nó lại có ba loại như thế này thì tôi xin chia sẻ cho các bạn. Đây tôi có ba loại pin: thứ nhất vỉ 100 viên, thứ hai vỉ 5 viên để thay cho khách, và thứ ba đấy là vỉ pin hộp. Và đây là loại đắt nhất. Tại sao chúng ta nhìn vào đâu chúng ta biết được pin nào là pin dày? Trước tiên tôi chỉ cho các bạn pin dày, pin 626. Đây, ví dụ như cái vỉ pin này là pin 626, thì đây này nó có chữ SR, các bạn lưu ý nhé. Đây, nó có chữ SR 626. Đây là pin 626, pin dày. Còn nếu mà nó là pin vỉ ấy, nó là pin 626 thì đâu đây, nó ghi đây này, các bạn nhìn này, SR 626. Dạ, còn cái dưới này thì các bạn không còn biết được, không còn để ý đến nó, các bạn chỉ ghi SR thôi. Đấy, hay cái pin hộp này ấy, thì 626 ấy, thì các bạn nhìn xung quanh. Đây, nó có đây, SR 626. Được chưa? Đấy là pin dày. Còn đối với pin mỏng là 621, thì tôi cũng có vỉ 100 viên. Vỉ thứ mỏng. Thứ hai là lại vỉ 5 viên. 5 viên, đây nó cũng ghi là 621 này, tương tự như 626. Và thứ ba nữa là vỉ pin hộp. Pin hộp thì cũng tương tự như là cái loại kia. Cũng ghi là thành hông ấy này, các bạn nhìn này, SR 621. Hay là vỉ pin này cũng tương tự như thế. Nó đều có ghi hết tên của cái pin pin. Xem nào, nó chỗ nào nhỉ? 621. Các bạn đừng nhầm cái này nhé, không phải cái này đâu nhé. Đây, ví dụ như cái vỉ pin này thì nó ghi ở đâu đây? Đây, các bạn nhìn này, nhìn thấy chưa? Nó ghi khá là nhỏ. Chúng ta có thể là đây, tôi zoom lại gần tí cho các bạn nhìn nhé. Đó, được chưa? Khá là nhỏ đúng không ạ? Đấy, thì đây là pin 621, loại mỏng. Tiếp theo là loại pin siêu mỏng. Siêu mỏng. Thì tôi cũng có vỉ pin. Thứ nhất, loại này thì không có vỉ 100 viên, mà chỉ có vỉ 5 viên này. Đây là vỉ 5 viên của tôi. Đó, 6, nó ghi, cũng ghi này, các bạn nhìn này, 616, SR 616, các bạn nhìn rõ chưa? Đó, 616. Và tôi cũng có pin vỉ. Sau đó là pin hộp. Ở pin hộp thì tôi có 3 loại. Ví dụ như vỉ Sony này. Ở cái vỉ Sony này, đây nó ghi luôn này này, các bạn nhìn này, SR 616. Hay là cái vỉ này thì nó ghi luôn này này, SR 616. Hay là vỉ này thì nó ghi đây, SR 616. Để chúng ta phân biệt dễ dàng. Đấy là ba loại pin thông dụng lắp cho đồng hồ đeo tay. Dành cái này tôi chỉ hướng dẫn cho tôi chỉ cho các thợ thôi. Còn nếu mà như các bạn ấy thì mua đồng hồ thì người ta sẽ tặng sẵn nguyên pin, thì chúng ta cũng không cần biết cái này. Chúng ta chỉ biết là người ta đã nhặt loại sẵn loại ấy cho bạn rồi. Và thông thường cái loại mà các bạn hay thay ấy, mà mua đồng hồ nó có tặng ấy, cái loại SR626. 626, các bạn lưu ý nhé, 626 là tức là loại pin dày đấy. Đấy là cái loại pin thông dụng. Và loại pin này ấy, thì thay rất là dễ thay. Và nó lại đảm bảo không có cái hiện tượng phụ. Và tôi rất ít khi dùng cái loại vỉ pin 10 viên này. Loại vỉ 10 viên này chỉ thành dành cho cái loại rẻ tiền, tức là lắp cho những cái đồng hồ mà người ta cần loại rẻ, cực rẻ, hoặc là lắp cho những cái thiết bị đồ chơi
đấy, hay là nhiệt kế vân vân. Nhiệt kế cũng không, bây giờ nhìn nhiệt kế cũng không dùng loại pin này, loại này nữa, loại 626 này nữa, mà nó dùng pin dày hơn. Nhưng mà đôi khi ấy thì mình ví dụ như là mình hết cái pin lắp cho nhiệt kế rồi, mình vẫn có thể lắp lại pin này vào được bằng cách mình bẻ cong cái lá đồng của cái tiếp xúc điện là ok đó. Hay là ví dụ như là các bạn lưu ý, đó là ví dụ như là mình hết pin dày rồi đó, mà mình chỉ còn pin mỏng rồi thôi đó, thì mình vẫn có thể lắp pin mỏng này cho đồng hồ pin dày này được. Các bạn lưu ý nhé, tức là để tôi nói lại này, đồng hồ mà chuyên lắp pin dày ấy, các bạn lưu ý như sau. Đó là cái đồng hồ mà lắp pin ấy, thì lúc đầu thì có thể là có bạn thắc mắc là các không biết pin đấy là pin dày hay pin mỏng. Vậy thì các bạn lưu ý cho tôi là khi các bạn tháo pin ra thì ở mặt pin ấy, mặt pin này nó sẽ ghi tên loại pin 626 hay là 621, 616, các bạn lưu ý nhé. Đấy, thì mình chỉ cần lấy đúng loại pin ghi trên mặt cái pin mà đã hết rồi ấy, sau đó mình lắp pin loại đấy vào là ok, được chưa ạ? Đấy, đây là tôi đã đặt trong tình huống mà cái pin dày của mình hết rồi, mình chỉ còn pin mỏng và pin siêu mỏng thôi, thì mình có thể vẫn có thể thay pin mỏng hoặc siêu mỏng này cho cái đầu thay thế cho pin dày được, nhưng bằng cách là mình sẽ bẻ cong cái lá đồng lên một tí, các bạn lưu ý nhé. Đấy, còn khi mình lắp pin cho máy ấy, thì các bạn phải lưu ý một lưu ý nho nhỏ, rất nhiều bạn lắp nhầm pin, ví dụ như là đồng hồ máy mỏng thì các bạn lại lắp pin dày. À, thì khi mà các bạn lắp vào thì có thể có máy không có vấn đề gì cả, nhưng có máy nó mỏng hoặc là đặc biệt là cái loại siêu mỏng này này mà các bạn lắp pin dày vào thì nó sẽ không bằng mặt máy, tức là nó sẽ dày hơn, thì khi các bạn ép cái nắp đáy vào ấy thì nó sẽ gây ra hiện tượng là đè vào máy, sẽ cong máy và chết máy, các bạn lưu ý nhé. Đấy, đây là ba cái loại pin cả. Thì cái trường hợp khác tôi tháo, khi tôi tháo máy tôi sẽ hướng dẫn, tôi sẽ chỉ chia sẻ với các bạn nó như thế nào, tức là loại máy nào dùng cho pin nào. Đây là cái kinh nghiệm nhà nghề. Tức là không còn tôi thì ít khi quan tâm nó là đọc tên pin lắm, mà tôi chỉ cần nhìn máy là tôi biết ngay nó là dùng pin nào. Đấy là một cái kinh nghiệm nhà nghề làm lâu năm thôi, đấy là cái pin thông dụng. Tiếp theo thì tôi xin giới thiệu tiếp pin loại khác nhưng vẫn lắp cho đồng hồ, tức là loại không thông dụng, tức là có thể đây đây dành cho loại đắt tiền, đắt tiền hơn, có thể gọi là đắt tiền hơn. Đấy, pin đầu tiên mà tôi giới thiệu đó là pin 521. Nó có đầu 5, đầu 6 thì chúng ta biết là thông dụng rồi, đầu 5 là loại nhỏ hơn. Đây các bạn nhìn, nó ghi chữ 521. Đấy, thì loại này thì tôi cũng có các loại pin. Đây, hộp này nó cũng ghi chữ 521, các bạn nhìn này. Đấy, tôi thậm chí là tôi cẩn thận tôi phải dán lên pin ở ngoài để biết là tôi đánh dấu cái pin nhỏ. Đấy, pin nhỏ này thì có một đặc điểm là nó chỉ có một cỡ, không có loại dày, mỏng hay siêu mỏng. Đấy, như cái loại 6, đầu 6 kia, các bạn lưu ý nhá. Đấy, thì nó cũng ghi để các bạn nhìn này, SR521. Đấy. Tiếp theo loại thứ hai đó là loại 721, các bạn nhìn vào đây, đây loại 721. Loại 721 tôi cũng có loại 5 vỉ 5 viên, loại thông dụng. Đây, loại thông dụng cũng ghi, các bạn nhìn này, cũng ghi là SR721 hay loại xịn 721, nó cũng ghi ở đây. Đây các bạn nhìn này, tên đàng hoàng. Loại thứ ba là cái loại 920. Cái loại 920. Đây, các bạn nhìn cái loại 920 để tôi hết mất cái vỉ 5 viên rồi. Tôi mới thay thì hết mất rồi. Thì có loại pin hộp 10 viên. Những mỗi cái hộp này ấy thì nó có 10 viên bên trong. Đây các bạn nhìn 920. 920. Tiếp theo là cái loại pin
xịn, cũng là loại 920. Còn một cái loại nữa mà ít khi thay, tôi ít khi thay ấy, mà tôi chỉ lấy mỗi một vỉ thôi. Tại vì cái loại này nó là loại pin dày, nó kích thước của nó cũng bằng 920 nhưng nó dày hơn. Đấy. Không gọi là 92 à, đây đây. À, đây 927 các bạn lưu ý nhá. Nó ghi là 927, tức là kích thước bằng 920 nhưng nó dày hơn. À, đây là gọi là 927. Cái loại này ấy, thông thường lắp cho mọi loại đồng hồ 6 kim nha, đồng hồ 6 kim. À, vậy thì có 3 loại không thông dụng, tức là có thể là gọi là ít thay thế. Đó là loại 521, 721 và 920. Ngoài ra tôi còn lấy loại xịn, pin xịn, siêu xịn, siêu mỏng. À, nhưng mà cái loại này tôi chỉ dám lấy 1-2 viên thôi, vì nó quá đắt mà lại rất ít khi thay cho khách. Thậm chí là có loại pin tôi lấy 5-7 năm nay rồi mà không có một cái đồ gì thay đi nó. À, nên là các bạn lấy pin thì các bạn cũng lưu ý, các bạn chỉ nên lấy cái loại thông dụng mà thôi. À, còn cái loại không thông dụng ấy thì các bạn chỉ nên lấy 1 viên hoặc 2 viên là tối đa. Đấy, tôi chỉ lấy 1 viên hay 2 viên tối đa thôi. À, đấy là dành cho những cái bạn mà ở xa các đại lý. À, đại lý đồng hồ thì đa số là ở Hà Nội. À, họ không có lấy và rất ít khi ở các địa phương. À, nên là đa số là chúng ta phải lấy ở Hà Nội. Sau đó là các bạn ở các địa phương, ví dụ như tôi chẳng hạn, thì phải lấy đầy đủ nhưng lấy số lượng ít thôi. À, không nên lấy nhiều, bởi vì là pin này ấy, mình mà ví dụ phơi ra nắng hoặc để chỗ không đảm bảo ấy, thì nó cũng gây ra hiện tượng phóng điện. À, nên là mình để chỗ thoáng mát, sạch sẽ. À, và nếu mà có cái hút ẩm để bên cạnh thì càng tốt. À, đấy là một số cái lưu ý nhỏ cho các bạn để các bạn biết phân biệt pin. À, đây là hai hộp pin mà tôi đã tách riêng ra để dễ lấy. Đây là loại thông dụng. À, và loại thứ hai là loại không thông dụng. Các bạn phải tách ra như thế này. À, và ngoài ra các thợ cũng nên lấy, ví dụ như là từng loại một ấy, thì mình nên lấy cái loại vỉ này, loại hộp thường này, hộp xịn này, để khách người ta có yêu cầu thay loại rẻ, loại thường, loại xịn, vân vân. À, thì mình đều có cho người ta. Không thì mình chỉ lấy một loại này mà thay cho khách họ đòi loại rẻ chẳng hạn, mình không có thì mình phải thay loại đắt cho họ thì cũng không được. Đấy. Và ngược lại. Và thông thường cái loại tôi thấy rằng trong cái thời gian làm, tôi thấy đặc biệt cái loại vỉ 5 viên này này, cái vỉ loại này này các bạn này. Đấy. Nó khá là bền pin. À, cái loại này thời gian dung lượng của nó dùng cũng phải tầm 5 rưỡi, 1 năm rưỡi, thậm chí là nó còn tốt hơn cái vỉ pin 100 viên này, hay là cái loại loại pin hộp này, Rentana này các bạn nhé. Đấy, nó còn tốt hơn, tại vì như cái kinh nghiệm tôi thì tôi biết, tức là cái loại nào ấy mà nó dùng lâu năm, đặc biệt ví dụ như cái loại Japan này, hay là pin đỏ, vì đỏ, vì vàng này, nó tôi thấy rằng từ hồi tôi làm nghề đến giờ, năm 99-2000 đến giờ ấy, nó đã có loại đấy rồi, và đến nay ấy, nó vẫn còn tồn tại, thì tôi biết rằng đó là nó chất lượng của nó khá là ổn định. À, thì người thợ người ta mới lấy, thì người ta mới sản xuất tiếp, còn nếu mà chất lượng không tốt hoặc là kém thì người ta sẽ không sản xuất nữa. À, đấy, còn những cái loại ví dụ như Gentana này, đấy, hay là các loại khác thì nó cũng chỉ có gần đấy thôi. À, chứ không lâu bằng thằng vỉ pin vỉ này. À, còn cái loại pin vỉ 10 viên này ấy, thì cũng gọi là nó dùng được khoảng 6 đến 7 tháng. À, 6 đến 7 tháng. Đấy. Còn cái loại pin pin vỉ 100 viên này này thì nó chỉ dùng được như tôi thấy tầm khoảng được 5 hoặc 1 năm 2 3 tháng thôi. À, tức là nó không thể bằng được pin này. Đấy.
còn cái loại pin hộp đắt hơn, tức là pin xịn này, thì chất lượng của nó cao hơn. Energizer này chất lượng của nó cao nhất hiện tại bây giờ trên thị trường, thì loại pin Energizer này là cái loại pin này có thể gọi là thay cho đồng hồ là loại đắt nhất và tốt nhất. Còn những cái loại như là pin hộp Sony này, pin hộp Sony đâu nhỉ, đây pin hộp Sony này, thì tôi thấy rằng nó cũng không bằng cái vỉ đâu các bạn nhé, không bằng cái vỉ đâu. Tốt nhất là chúng ta nó chỉ tiện cho mình khi vận chuyển hoặc là khách nhìn thấy nó lịch sự thôi, lịch sự là có 10 viên trong đó thế thôi, chứ nó không bằng vỉ đâu. Tôi thấy thế điều đó, kinh nghiệm làm thợ tôi thấy thì điều đó, và thực tế tôi thay cho khách cũng thế. Thậm chí là cái pin vỉ cái pin hộp Sony này này, Sony với Maxell này chất lượng kém lắm, rất là thật, kém thậm chí là có khi là còn kém hơn cả cái vỉ pin 100 viên này này. Đấy, nếu mà các bạn mà cẩn thận nữa thì các bạn một cái lưu ý nhỏ mà các bạn lấy ví dụ lấy một 100 viên này, tức là số lượng khá là nhiều, thì các bạn có thể cậy một viên pin này ra. Đấy, sau đó các bạn lấy cái máy đo và các bạn đo thử một viên. Đấy, tại vì là trong quá trình vận chuyển hay người ta nhập về người ta có thể để rất lâu, bởi tồn chẳng hạn người ta không lấy được, hoặc là vấn đề gì đấy thì là pin nó sẽ phóng điện, có thể thậm chí là còn hết pin nữa. Do đó các bạn cũng lưu ý khi lấy số lượng nhiều thì các bạn sẽ thử lấy một viên pin ra, sau đó lấy máy đo điện để biết được pin còn hay hết, được chưa ạ? Đấy, cái máy đo thì tôi chỉ cho ở cái video trước rồi đấy, thì các bạn có thể cứ lấy máy đo các bạn đo, được chưa ạ? Còn những cái trường hợp mà pin hộp này thì mình chỉ có thể là nếu mà lấy nhiều thì người ta đồng ý nhất trí thì mình mới được phép bóc ra, mà đã bóc ra là phải lấy. Đấy, người ta quy định như thế thì mình lấy, có thể lấy một viên ra thì mình kiểm tra, nhưng mà cái loại này thì tôi chưa thấy loại nào yên tâm nên không sợ về chất lượng. Chỉ có cái loại pin hộp Sony hay Maxell thôi là tôi thấy chất lượng không ổn, thậm chí kém hơn cả pin này, bởi vì là nó có thể thôi, tôi cũng không dám khẳng định, có thể là do người ta nhập về người ta để khá lâu, người ta chưa bán được nên là nó phóng điện hết điện vân vân. Nhưng mà tôi thấy có một cái loại pin ấy mà trên thị trường hiện tại bây giờ không còn nữa. Trước kia tôi lấy thì có cái loại pin mà ở trên cái mặt pin này này, mặt pin này này, tôi thấy là rất nhiều đồng hồ đi kèm với máy ấy. Tức là khi mình mua đồng hồ nó có sẵn đi đồng hồ sẵn, hoặc là mình mua máy thì nó có đi cùng với lại máy ấy. Đấy, đó là cái pin mà có cái chữ đó là 0%. Đấy, 0%. Thì cái pin đấy tôi bây giờ không nhìn thấy vỉ đấy, nó bán nữa trên thị trường nữa, nhưng mà tôi thấy cái chất lượng pin đấy khá là tốt. Đấy, tôi đang muốn tìm cái pin đấy để lấy về thay cho khách, nhưng mà không thấy có đại lý nào có cả. Đấy là xin chia sẻ qua với các bạn một chút về cái pin thông dụng. Đấy, và loại pin không thông dụng. Video sau tôi sẽ hướng dẫn chia sẻ với các bạn các loại pin lắp cho các thiết bị điều khiển xe máy, ô tô, vân vân, và các đồ chơi trẻ em. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Các bạn like, share, comment giúp tôi.